Xin mời quý vị và các bạn nghe tiếp những câu chuyện về Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa Nguyễn Văn Thiệu. Nhận định và đánh giá về cựu Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu, tác giả Lâm Vĩ Thế đăng trên Nam Kỳ Lục Tình. Hòa Đàm Paris phần 3. Phần trước chúng ta đã biết, sáng ngày 21 tháng 10 năm 1972, phía Việt Nam Cộng Hòa yêu cầu phía Hoa Kỳ sửa lại bản thỏa hiệp tất cả 23 điểm trong văn bản. Ngày 23 tháng 10 năm 1972, Kissinger thay vì ra Hà Nội để ký tắt hiệp định như đã sắp đặt, thì bị Nixon gọi về Hoa Kỳ. Trước khi rời Sài Gòn, Kissinger đã đến Dinh Độc Lập họp với Tổng thống Thiệu. Và Thiệu vẫn khẳng định 3 điều. 1. Bắc Việt phải rút quân. 2. Khu phi quân sự phải được tôn trọng. Và 3. Thành phần Hội đồng Hòa giải Dân tộc phải được quyết định dựa trên kết quả của cuộc trưng cầu dân ý. Ngày 25 tháng 10, Hà Nội đã đơn phương công bố toàn bộ bản thỏa hiệp mà hai bên đã đồng ý trước khi Kissinger đến Sài Gòn nhằm gây bối rối và mất mặt cho Hoa Kỳ. Kissinger phải họp báo ngay ngày hôm sau, ngày 26 tháng 10 năm 1972 để trả lời cho Hà Nội là phía Hoa Kỳ vẫn tôn trọng bản thỏa hiệp đã ký kết. Ngày 7 tháng 11 năm 1972, Tổng thống Nixon tái đắc cử nhiệm kỳ 2 với một đa số rất lớn. Theo ngữ vựng chính trị của Hoa Kỳ, đây là một landslide victory, phiếu dân bầu, popular vote. Nixon được 47.168.710 phiếu, chiếm 60.7%. McGovern được 29.173.222 phiếu, chiếm 37.5%. Phiếu cử tri đoàn, electoral vote, Nixon được 520 phiếu, McGovern chỉ được 17 phiếu vì Nixon thắng tại tất cả 49 tiểu bang. McGovern chỉ thắng ở một tiểu bang duy nhất là Massachusetts, thành trì của phe phản chiến chủ hòa, và tại District of Columbia, DC, tức là thủ đô nơi đa số là dân da đen. Đánh bại một cách rõ ràng ứng cử viên George McGovern của Đảng Dân Chủ, chủ trương hòa bình bằng mọi giá và chấm dứt viện trợ quân sự, kinh tế cho Việt Nam Cộng Hòa. Kết quả bầu cử cho thấy Tổng thống Nixon đã nhận định rất đúng là việc ký kết thỏa hiệp với Bắc Việt trước một cuộc bầu cử là hoàn toàn không cần thiết, như sự tin tưởng của Kissinger và dân chúng Hoa Kỳ không đồng ý hòa bình bằng mọi giá và bỏ rơi Việt Nam Cộng Hòa. Tuy nhiên, việc thắng cử vẻ vang của cá nhân ông Nixon vẫn không giúp Đảng Cộng Hòa chiếm được đa số tại Quốc hội, Hạ viện. Dân Chủ chiếm 242 ghế, Cộng Hòa chiếm 192 ghế, Thượng viện Dân Chủ 56 ghế, Cộng Hòa 42 ghế. Chính vì Đảng đối lập Dân Chủ vẫn còn nắm được đa số tại Quốc hội, Tổng thống Nixon nghĩ rằng cần phải ký thỏa hiệp với Bắc Việt càng sớm càng tốt. Ngày hôm sau, ngày 8 tháng 11 năm 1972, Bắc Việt yêu cầu rời ngày họp lại đến ngày 20 tháng 11 năm 1972 với lý do là Lê Đức Thọ bị bệnh. Ngày hôm sau, ngày 9 tháng 11 năm 1972, Hoa Kỳ đồng ý và việc hòa đàm tại Paris tiếp tục trở lại vào ngày 20 tháng 11 năm 1972. Để chuẩn bị cho phiên họp ngày 20 tháng 11 này, tướng Hai được cử sang Sài Gòn. Ngày 10 tháng 11, mở đầu phiên họp tại Dinh Độc Lập, tướng Hai trình Tổng thống Thiệu một văn thư đề ngày 8 tháng 11 của Tổng thống Nixon gửi cho ông. Bức thư dài 4 trang hứa hẹn điều chỉnh lại bản thỏa hiệp theo những đòi hỏi của Việt Nam Cộng Hòa nhằm thuyết phục Tổng thống Thiệu chấp nhận bản thỏa hiệp, đồng thời cũng hàm ý đe dọa nếu Tổng thống Thiệu tiếp tục chống đối. Ở trang 3 của bức thư có đoạn ghi khá rõ như sau. The other alternative would be for you to pursue what appears to be your present course. In my view, this would play into the hands of the enemy and would have extremely grave consequences for both our peoples, and it would be disaster for yours. Xin tạm dịch sang Việt ngữ như sau. Giải đáp kia sẽ là việc ngài tiếp tục đường lối hiện nay của ngài. Theo cách nhận định của tôi, làm như vậy là rơi vào bẫy của kẻ thù và sẽ mang lại những hậu quả vô cùng nghiêm trọng cho cả hai dân tộc chúng ta, và đó sẽ là tai họa cho dân tộc của ngài. Sau khi Tổng thống Thiệu đọc xong văn thư này, tướng Hai trình bày ngay thời khóa biểu của phái đoàn Hoa Kỳ tại hòa đàm như sau. Từ ngày 20 đến cuối tháng 11, hội đàm giữa Kissinger và Lê Đức Thọ tại Paris.
Ngày 1 và 2 tháng 12, Kissinger sẽ đến Sài Gòn để làm việc với chính phủ Việt Nam Cộng Hòa. Ngày 3 tháng 12, Kissinger sẽ ra Hà Nội để ký tắt thỏa hiệp. Ngưng bắn sẽ có hiệu lực từ ngày 10 tháng 12. Thỏa hiệp sẽ được Ngoại trưởng các nước chính thức ký kết tại Paris vào ngày 13 tháng 12 và nói thêm như sau. If you go your separate way, we can manage the difficulty, but for you it will be fatal. Xin tạm dịch sang Việt ngữ như sau. Nếu quý vị không đi cùng chúng tôi sẽ có cách giải quyết chuyện khó khăn đó, nhưng đối với quý vị thì đó là con đường chết của quý vị. Như vậy, tình hình hòa đàm vẫn y như cũ, đâu đó có khác gì nhiều lắm. So với tình hình đã xảy ra trong tháng 10 vừa qua, Hoa Kỳ đã quyết định sẽ ký thỏa hiệp rồi. Ngay trước khi hòa đàm tiếp tục được nối lại, những hứa hẹn sẽ tìm cách thay đổi bản dự thảo của thỏa hiệp. Theo những yêu cầu của phía Việt Nam Cộng Hòa chỉ là những lời hứa mà chính Hoa Kỳ cũng không tin tưởng sẽ đạt được. Hơn ai hết, Tổng thống Thiệu lại đã thấy rõ việc này, nhưng ông nghĩ cứ còn nước còn tát và vì hoàn toàn không có thể tin cậy được Kissinger nữa. Ông quyết định cử phụ tá đặc biệt Nguyễn Phú Đức thay mặt ông điều đình và trực tiếp với Tổng thống Nixon. Đây là một bước đi có tính toán và tình cờ lại rất đúng lúc của Tổng thống Thiệu. Đúng lúc là vì vào thời bấy giờ, mối quan hệ mật thiết giữa Tổng thống Nixon và cố vấn Kissinger đã bắt đầu có sự rạn nứt. Trước đây, Nixon gần như khoán trắng cho Kissinger trong vụ hòa đàm Paris. Mặc dù có những vụ việc ông không đồng ý với Kissinger nhưng vẫn lờ đi, không nói ra. Ví dụ như ông nhận định là không cần thiết phải ký kết thỏa hiệp với Bắc Việt trước ngày bầu cử ngày 7 tháng 11 như Kissinger tin tưởng. Nhưng rồi ông nhận thấy Kissinger đã bắt đầu đi quá đà khi Kissinger trả lời nữ phóng viên Ý Oriana Fallaci trong một cuộc phỏng vấn như sau. Americans like the cowboy who rides all alone into the town, the village with his horse and nothing else. This amazing romantic character suits me precisely because to be alone has always been part of my style, or if you like, my technique. Xin được tạm dịch sang Việt ngữ như sau. Người Mỹ thích chàng cowboy một mình cưỡi ngựa vào thị trấn, vào làng chỉ với con ngựa của mình mà thôi. Cái nhân vật lạ lùng lãng mạn đó thích hợp với tôi chính là vì hành động đơn độc bao giờ cũng làm là cách làm của tôi, hay nếu cô ta thích là phương pháp của tôi. Kiểu nói này hàm ý Kissinger mới chính là thật là nhân vật trung tâm của mọi việc chứ không phải Tổng thống Nixon. Cảm thấy bị xúc phạm nặng nề ngày 19 tháng 11 khi Kissinger lên đường đi Paris để mật đàm với Lê Đức Thọ, Nixon đã không đưa tiễn mà chỉ gọi điện từ văn phòng ông. Khi Tổng thống Thiệu ngỏ ý muốn cử phụ tá Nguyễn Phú Đức sang gặp ông nhận lời ngay. Ông Đức đến Paris trước hết để gặp phái đoàn của Việt Nam Cộng Hòa cũng như phái đoàn của Mỹ để nắm tình hình đàm phán. Trong thời gian ông đang ở Paris, Tổng thống Thiệu cử Hoàng Đức Nhã đích thân mang một bức thư rất dài sang cho ông Đức với những chỉ thị mới. Sau khi được dịch sang Anh ngữ, bức thư dài đến 24 trang ngày 28 tháng 11 năm 1972. Ông Đức rời Paris lên đường đi Washington. Trong thời gian này, Kissinger đã có thêm hai buổi họp với Lê Đức Thọ vào ngày 20 tháng 11 và ngày 25 tháng 11. Nhưng đều không có tiến triển vì Bắc Việt đã bác bỏ tất cả những đòi hỏi thay đổi quan trọng trong bản dự thảo thỏa hiệp của Việt Nam Cộng Hòa. Nixon ra lệnh cho Kissinger trở về Mỹ. Ngày 29 tháng 11 năm 1972, ông Đức cùng với Đại sứ Trần Kim Phượng được Tổng thống Nixon tiếp kiến tại Tòa Bạch Ốc trong phòng bầu dục Oval Office với sự hiện diện của Kissinger và tướng Hải. Cố vấn Đức chỉnh lên Tổng thống Nixon bức thư dài 24 trang của Tổng thống Thiệu và sau đó giải thích những điểm trong bức thư, đặc biệt chú trọng vào hai điểm chính. 1. Việc đòi hỏi Bắc Việt phải rút quân và 2. Vấn đề hòa giải, hội đồng hòa giải dân tộc và các thành phần cấu tạo của hội đồng. Tổng thống Nixon có vẻ đồng tình và ông chỉ thị ngay cho Kissinger phải tìm mọi cách cải thiện bản dự thảo hòa hiệp về hai điểm đó. Sau đó, ông nói rõ quan điểm về thỏa hiệp như sau. The agreement is just a piece of paper. What counts is our determination to support you. Xin tạm dịch sang Việt ngữ như sau. Thỏa hiệp chỉ là một mảnh giấy mà thôi.
Điều quan trọng là sự quyết tâm của chúng tôi về việc hỗ trợ các ông. Và ông nói rõ cam kết của ông như sau. Việc viện trợ quân sự, kinh tế cho Việt Nam Cộng Hòa sau khi ký thỏa hiệp. Không quân Hoa Kỳ đóng tại Thái Lan và trên các hàng không mẫu hạm sẽ oanh tạc trở lại nếu tình báo Hoa Kỳ phát hiện phe Cộng sản vi phạm thỏa hiệp. Giữ vững lập trường, ủng hộ Tổng thống Thiệu. Hoa Kỳ có những thỏa thuận với Liên Xô và Bắc Kinh về các giới hạn viện trợ cho Bắc Việt. Ngày hôm sau, ngày 30 tháng 11 năm 1972, trong phiên họp với cố vấn Nguyễn Phú Đức, khi được ông Đức hỏi về các vấn đề Bắc Việt rút quân khi Kissinger nói thẳng là không thể nào có được điều đó trong bản thỏa hiệp. Trước tình hình gần như bế tắc này, phụ tá Đức đã đề nghị với Kissinger là Hoa Kỳ có thể ký kết riêng rẽ với Bắc Việt để rút quân và mang tù binh về. Việt Nam Cộng Hòa cam kết sẽ trả 10.000 tù binh Cộng sản để đánh đổi cho việc Bắc Việt chịu trả tất cả tù binh Mỹ. Sau đó, Việt Nam Cộng Hòa sẽ tiếp tục đàm phán với Bắc Việt và mặt trận giải phóng miền Nam Việt Nam về những vấn đề chính trị của miền Nam. Kissinger báo cáo lại đề nghị này của ông Đức với Tổng thống Nixon tại và Tổng thống Nixon lại có thêm một phiên họp nữa với phụ tá Đức. Trong cùng ngày, sau khi nghe ông Đức trình bày về đề nghị này, Tổng thống Nixon cho biết là ông đã tham khảo các dân biểu và thượng nghị sĩ thuộc phe diều hâu, tức là những người ủng hộ Việt Nam Cộng Hòa, thành viên của hai ủy ban quân vụ Armed Forces Committee của cả Thượng viện và Hạ viện, và tất cả đã đồng thanh chấp thuận bản thỏa hiệp vừa rồi. Nếu Việt Nam Cộng Hòa không cùng ký kết với Hoa Kỳ thì Quốc hội sẽ chấm dứt mọi viện trợ, và ông nói rõ như sau. I hope that we shall go forward together, then you will have economic and military assistance. Please convey this to President Thu, what counts as U.S. alliance. I can make that commitment. Xin tạm dịch sang Việt ngữ như sau. Tôi hy vọng chúng ta sẽ cùng đi với nhau, như vậy các ông sẽ có được viện trợ kinh tế và quân sự. Xin ông trình lại với Tổng thống Hiệu về điều này. Chuyện quan trọng là liên minh của Hoa Kỳ. Tôi có thể cam kết điều đó. Sau khi Tổng thống Nixon yêu cầu phụ tá Đức cho Kissinger biết những ưu tiên mà Việt Nam Cộng Hòa muốn Hoa Kỳ thảo luận với Bắc Việt tại các buổi họp trong đợt hòa đàm kế tiếp, ông Đức cho biết ngoài vấn đề rút quân của Bắc Việt, Việt Nam Cộng Hòa chống lại việc xem như có hai chính phủ tại miền Nam và do đó không chấp nhận việc sử dụng danh xưng chính phủ cách mạng lâm thời Cộng Hòa miền Nam Việt Nam thay cho mặt trận giải phóng dân tộc. Và Việt Nam Cộng Hòa cũng chống lại việc Hội đồng Hòa giải dân tộc gồm có 3 thành phần ngang nhau. Hôm sau, ngày 1 tháng 12 năm 1972, ông Đức làm việc với Kissinger về những vấn đề chi tiết và cụ thể của thỏa hiệp như vấn đề ngưng bắn tại chỗ, vấn đề Lào và Campuchia, v.v. Ngày 2 tháng 12 năm 1972, phụ tá Đức rời Washington về Sài Gòn. Ngày 3 tháng 12 năm 1972, trong phiên họp của Hội đồng An ninh Quốc gia, tại Dinh Độc Lập dưới sự chủ tọa của Tổng thống Thiệu, phụ tá Đức phúc trình lại mọi diễn biến trong các phiên họp tại Washington của ông với Tổng thống Nixon và cố vấn Kissinger. Cuối phiên họp, khi được Tổng thống Thiệu hỏi ý kiến cá nhân của ông trả lời ngay là nếu ký thỏa hiệp với các điều khoản ngay lúc đó thì miền Nam sẽ mất. Trong cuốn hồi ký, ông có ghi như sau. President Thu asked me this basic question, do you think that we should sign this agreement? I replied, in my judgment, if we sign the agreement as it is, South Vietnam will be lost. Xin tạm dịch sang Việt ngữ như sau. Tổng thống Thiệu hỏi tôi câu hỏi căn bản, anh nghĩ chúng ta có nên ký thỏa hiệp này không? Tôi trả lời, theo nhận định của tôi, nếu chúng ta ký thỏa hiệp này, như trong tình trạng hiện nay, miền Nam sẽ mất. Tổng thống Thiệu và toàn thể Hội đồng An ninh Quốc gia cùng đồng ý với quan điểm này. Thời gian này, Hoa Kỳ và Bắc Việt trở lại bàn hội nghị từ ngày 4 tháng 12 năm 1972, nhưng hội nghị không có tiến triển gì cả vì Bắc Việt bác bỏ tất cả những đòi hỏi thay đổi bản thỏa hiệp của Kissinger dựa trên các yêu cầu của Việt Nam Cộng Hòa. Ngày 17 tháng 12 năm 1972, Tổng thống Nixon ra lệnh tái phong tỏa cảng Hải Phòng và tái oanh tạc Bắc Việt. Và đặc biệt là trong lần này, lần đầu tiên trong chiến tranh Việt Nam, Hoa Kỳ đã cho phi cơ B-52 giải thảm Hà Nội. Chiến dịch này được đặt tên là Linebacker 2.
thực hiện trong thời gian từ 18 đến 29 tháng 12 năm 1972, thường được báo chí và sách vở Mỹ gọi là The Christmas Bombing, chiến dịch oanh tạc mùa Giáng sinh. Ngày 19 tháng 12 năm 1972, Tổng thống Nixon cử tướng Hai sang Sài Gòn mang theo một bức thư ông đề ngày 17 tháng 12 năm 1972, gửi Tổng thống Thiệu với lời lẽ vô cùng cứng rắn, gần như là một tối hậu thư. Trong hồi ký của ông, Tổng thống Nixon có ghi rõ như sau. Haig arrived in Saigon on December 19th. Haig arrived in Saigon on December 19th, carrying the strongest letter I had yet written to Thu. In it I stated, General Haig's mission now represents my final effort to point out to you the necessity for joint action and to convey my irrevocable intention to proceed, preferably with your cooperation, but if necessary, alone, I have asked General Haig to obtain your answer to this absolutely final offer on my part for us to work together in seeking a settlement along the lines I have approved or to go our separate ways. Xin tạm dịch sang Việt ngữ như sau. Hai đến Sài Gòn vào ngày 19 tháng 12 mang theo bức thư với lời lẽ mạnh mẽ nhất mà tôi từng viết cho ông. Thiệu. Trong đó, tôi nói rõ sứ mệnh của tướng Hai lần này thể hiện cố gắng cuối cùng của tôi để nói rõ với ngài sự cần thiết phải hành động chung và thông báo cho ngài ý định không thể đảo ngược của tôi là tôi sẽ tiến tới ký thỏa hiệp tốt nhất là với sự hợp tác của ngài, nhưng nếu cần thiết, tôi sẽ tiến hành một mình. Tôi chỉ thị cho tướng Hai phải nhận được sự trả lời của ngài về đề nghị tuyệt đối cuối cùng này của tôi nhắm tới, hoặc là mình cùng cộng tác để mưu tìm một sự thỏa hiệp dựa trên những đường lối mà tôi đã chấp nhận, hoặc là đường ai nấy đi. Trước tình hình nghiêm trọng do bức tối hậu thư này tạo ra, Tổng thống Thiệu triệu tập ngay phiên họp của Hội đồng An ninh Quốc gia, lần này được mở rộng với sự tham gia của các vị đứng đầu của cả hai ngành lập pháp và tư pháp, đó là cả ông Nguyễn Văn Huyền, Chủ tịch Thượng viện, ông Nguyễn Bắc Cẩn, Chủ tịch Hạ viện, Thẩm phán Trần Văn Linh, Chủ tịch Tối cao Pháp viện. Mặc dù văn thư của Tổng thống Nixon mang tính cách gần như là một tối hậu thư, Tổng thống Thiệu không tin là Nixon có thể tiến hành ký kết riêng rẽ với Bắc Việt. Sau buổi họp của Hội đồng An ninh Quốc gia, ông vẫn yêu cầu Phụ tá Đức soạn văn thư đề ngày 20 tháng 12 năm 1972 trả lời thư ngày 17 tháng 12 năm 1972 của Tổng thống Nixon. Văn thư này mở đầu bằng tóm lược lại ba đòi hỏi căn bản của Việt Nam Cộng Hòa về: 1. Bắc Việt phải rút quân. 2. Không công nhận cái gọi là chính phủ cách mạng lâm thời miền Nam Việt Nam. Và 3. Thành phần nhiệm vụ của Hội đồng Hòa giải dân tộc cho thấy Hội đồng Hòa giải dân tộc chỉ là một chính phủ liên hiệp trá hình của. Sau đó, văn thư đề nghị Việt Nam Cộng Hòa sẵn sàng chấp nhận bản thỏa hiệp của ngày 12 tháng 12 năm 1972 nếu yêu cầu sau đây được giải quyết: không được xem chính phủ cách mạng lâm thời Cộng Hòa miền Nam Việt Nam như một chính quyền song song với chính phủ Việt Nam Cộng Hòa tại miền Nam. Và 2. Bắc Việt phải rút hết quân về trong cùng thời gian với quân các nước đồng minh của Việt Nam Cộng Hòa. Sau cùng, bức thư kết luận: I must say the South Vietnamese government and people absolutely cannot go beyond these new important concessions, because otherwise it would be tantamount to surrender. Xin tạm dịch sang Việt ngữ như sau. Tôi phải nói rằng chính phủ và nhân dân miền Nam tuyệt đối không thể đi xa hơn nữa trong những nhượng bộ mới và quan trọng này, vì làm khác đi thì coi như là đầu hàng.